những cái món đồ mà Nikki đã mua và cũng đã soạn sơ qua rồi để chuẩn bị đi gửi về Việt Nam đó quý cô bác anh chị và các bạn. À giờ ông xã phải lấy chiếc xe đẩy để đẩy đồ vô mới mới hết chứ. Đi gửi đồ mà xe đẩy luôn á, bỏ tay thiệt luôn. Cái gia đình này chắc gửi ăn một năm luôn hay sao vậy trời? Cả gia đình gửi cho chục nhà hả, chục hộ. Nặng quá, pin sành đẩy không nổi luôn, không lên dốc được luôn. Dạ, ABC Cargo đây ạ. À, bây giờ mấy anh chị đang đóng thùng ra nó kia nè. Gửi hàng xong đó quý cô bác và các bạn. Xong nhiệm vụ hôm nay, hy vọng là ở bên Việt Nam người thân sớm nhận được hàng. Đây là những gian hàng bán thuốc, chức năng thực phẩm ở Costco đó quý cô bác anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay Nikki đi vào đây lựa một ít thuốc để mình mua mình gửi về Việt Nam. Ở Việt Nam hiện tại là đang trong thời gian là dịch bệnh Covid nó đang bùng phát dữ dội. Nên là Nikki muốn mua một số ít thuốc để gửi về cho gia đình ha. Những cái loại thuốc Tylenol nè thì mình có thể là giảm sốt, giảm đau, cảm cúm. Nikki đã lựa được một ít rồi nào quý cô bác anh chị và các bạn. Vậy này thì bán cà phê nè. Các loại cà phê, một số anh chị em thì thích uống cà phê của Mỹ, một số người thì không thích uống cà phê của Mỹ, thích uống loại cà phê của Việt Nam. Cái loại này Nikki thấy uống cũng được nè. Này thì ít cà phê ha, nhẹ. Ở đây có cà phê G7 đó, cà phê của Việt Nam nè, G7. Cái loại này uống cũng ngon lắm nè. Đây có sâm nè. Thì bên đây là trà xanh. Rồi này là trà gói nè. Green tea. Có cái hũ này uống cũng được lắm nè cả nhà. Trà gừng mật ong, chanh. Để phòng ngừa cảm cúm thì mình uống cái loại này cũng được nè. Có mật ong, gừng, chanh tắc. Hôm nay thì Nikki đi vào trong siêu thị Costco một mình. Nãy giờ cũng mua được một ít đồ rồi nè. Những cái đồ gửi về Việt Nam á, thì đa số là thuốc với những loại trái cây khô. Đây trái cây khô thì có trái sung khô nè. Đó, chủ yếu là cái thuốc này là thuốc tiểu đường của người quen nhà mua. Rồi cái này là vitamin D tăng cường sức đề kháng. Cái này cũng vậy ha. Vitamin C. Rồi thuốc cảm cúm. Cái thuốc cảm cúm thì thuốc giảm đau, giảm sốt. Thì Nikki đã mua một ít ở nhà rồi, này là mua thêm thôi.
mấy cái này là mấy cái loại hạt. Rồi đây là trái cây khô ha, cherry, nhãn. Rồi bây giờ Nikki đẩy ra tính tiền ha. Hôm nay có mình Nikki đi vào thôi, nên là tự mua, tự đi tính tiền. Hôm nay là đi giữa tuần nên là cũng tương đối khá vắng. Bây giờ Nikki phải để đồ lên tính tiền. Đây là những cái món đồ mà Nikki đã mua và cũng đã soạn sơ qua rồi để chuẩn bị đi gửi về Việt Nam đó quý cô bác anh chị và các bạn. Thì hôm nay á, Nikki gửi về Việt Nam chủ yếu là các loại thuốc. Hiện tại ở Việt Nam thì đang bùng phát dịch bệnh Covid, nên là Nikki muốn gửi một số thuốc và một số thực phẩm thiết yếu về cho gia đình. Đó, những cái loại này là Nikki đi chợ mấy ngày hôm nay Nikki mua nè. Chủ yếu là các loại thuốc hỗ trợ sức khỏe và phòng ngừa cảm cúm, giảm cảm cúm. Đó, các loại này là giảm đau, giảm sốt. Tăng cường sức đề kháng. Đó. Nói chung là nhiều, này là dầu. Này là sâm. Đây là cái bịch đồ khô. Đây là trà hoa nghệ tây. Đây là nhị hoa nghệ tây. Rất là tốt cho sức khỏe. Này là cân bằng huyết áp nè, rồi làm đẹp da. Nó có nhiều công dụng lắm. Cái này có hộp có chút xíu à, có 1 gram mà. Mà nó để cái này thì nó hơi cồng kềnh nên là Nikki bây giờ Nikki sẽ làm cho nó gọn gọn lại. Rồi quấn lại cho nó gọn vậy là được rồi. Mình để này vô nó cũng không có bể nữa. Rồi cái này có mấy cái áo của mấy đứa cháu cũng lấy ra luôn. Rồi bây giờ Nikki nhờ ông xã đem mấy cái đồ này ra xe rồi mình chuẩn bị mình đi gửi với cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ nhờ ông xã kinh ra xe để mình đi gửi đồ sớm sớm. Đây, Nikki cũng kinh phụ mấy cái nhỏ nhỏ. Thank you.
Bây giờ Nikki ghé thêm chợ Walmart nè để mua thêm một số loại thuốc vitamin nữa, gửi luôn ngày hôm nay. Rồi hôm nay Walmart bán dưa hấu quá trời luôn, cái cây bánh trái. Đi lưới đu đủ. Đủ này rẻ ha, 64 cent một phao à. Rồi bây giờ mình vô cái hàng thuốc tây nè, mình tìm thuốc nữa. Mua ở Costco một ít rồi, nhưng mà người nhà muốn làm một chai nhỏ nhỏ. Bây giờ lựa mua mấy cái hũ nhỏ nhỏ, mình mua ở Costco là mấy cái hũ to to rồi. Costco bán giá rẻ hơn, nhưng mà điều nhiều quá về khó chia. Là mua mấy cái loại khoảng 100 viên, 200 viên đó. Giờ ông xã phải lấy cái xe đẩy để đẩy đồ vô mới hết chứ bưng nó thì nhiều lắm, nhiều lần lắm. Đi gửi đồ mà xe đẩy luôn á, bó tay thiệt luôn. Cái gia đình này chắc gửi ăn một năm luôn hay sao vậy trời? Cả gia đình gửi cho chục nhà hả, chục hộ. Quá trời quá đất luôn. Chợ mấy lần ấy chị? Chục lần chứ nhiêu. Nãy giờ là đi hết hai lần rồi. Dạ. Mấy ngày trước là em đã đi rồi đó. Đẩy đi. Đâu đi vô đi sai luôn. Rồi đẩy đi. Con với sân xe rồi con đẩy hai này nè con. Nặng quá, pin sành đẩy không nổi luôn, không lên dốc được luôn. Ô, bữa nay cũng không có đông lắm, chắc tuần trước gửi hết rồi, tranh thủ mọi tuần trước gửi hết rồi, tuần này thì cũng không có đông lắm nè. Rồi, con cứ để đó đi pin sành. Chỗ đậu xe gửi đây nè, gửi đây. Chỗ đậu xe gửi.
tin nghe. Bỏ đó, người ta kiểm rồi. Cho người ta tự kiểm rồi mình quay lại mình trả tiền sau. Không có nhiều thời gian á. Muốn đứng đợi thì đợi. Bây giờ mấy anh chị đang đóng thùng cho Nicky nè. Nicky mới vừa gửi hàng xong đó quý cô bác và các bạn. Xong nhiệm vụ hôm nay, hy vọng là ở bên Việt Nam người thân sớm nhận được hàng. Tại vì bây giờ là bên Việt Nam đi ra ngoài mua đồ rất là khó khăn luôn, đặc biệt là mua thuốc. Khi mà mình đi mua thuốc mà mình không có bệnh đó, là người ta hỏi rất là kỹ. Thậm chí người ta nghi ngờ người ta đem đi cách ly luôn. Nên là thôi thì Nicky cũng cố gắng mua một ít thuốc với một ít thực phẩm cần thiết gửi về cho gia đình. Đi về hy vọng là gia đình sớm nhận được. Nicky xin cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video khác. Thay mặt gia đình cảm ơn trước nha.